Vâng, xin chào tất cả các anh em nha. Chào mừng các anh em đã trở lại channel của OnlineCM. Lâu quá rồi Thái không ra video, cũng sắp Tết đó rồi, cho nên Thái cũng rất bận, mong anh em thông cảm. Rồi thì hôm nay Thái sẽ ra một cái video nói về một số cái kỹ thuật. Và những cái kỹ thuật này thì có lẽ là anh em đã biết, và có những anh em cũng chưa biết. Thường thì với chúng ta thì luôn có một suy nghĩ là phải sử dụng những kỹ thuật cao siêu, những kỹ thuật nâng cao thì nó mới hiệu quả. Nhưng chúng ta đã quên những cái kỹ thuật kêu bằng nó rất là đơn giản nhưng mà nó hữu ích, thật sự nó hữu ích. Đó. Thì nhiều anh em cho rằng bây giờ đánh bài không đơn giản như mà chúng ta xào vài cái để xuống rồi kinh để chia, không có, mà phải là sóc trẻ thoải mái hay gì đó, như thế này, cắt xào trẻ thoải mái đó để xuống. Thì cái kỹ thuật này thì anh em sử dụng kỹ thuật hạ, kỹ thuật truyền và vuốt bài gì cũng xác định vị trí bài thì chúng ta sẽ lấy được. Anh em thấy rất là đơn giản. Nhưng đôi khi có những cái kỹ thuật đơn giản, chúng ta vào chúng ta chơi, dù xào gì chúng ta để xuống kinh, cho đối phương họ chia, họ không làm bài lại họ chia, là lúc đó là chúng ta đã thắng. Hoặc là chúng ta làm bài để xuống cho đồng đội chúng ta kinh ngay cái dấu âm dương chúng ta chia, là chúng ta đã thắng rồi. Vậy thì khi chúng ta chơi, chúng ta phải xác định chúng ta chơi với ai. Chúng ta chơi ở cái mức độ dễ, người ta dễ thì mình chơi dễ, người ta chơi khó hơn thì mình sẽ chơi khó hơn, và người ta chơi khó hơn nữa mình cảm thấy mình nuốt không trôi thì mình quýnh xin chín hoặc là mình không chơi. Chính vì thế mà chúng ta phải biết đánh, là chúng ta phải có một cái chiến thuật, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hôm nay chúng ta quýnh không trôi thì chúng ta không nên, đó, chúng ta đừng cố, có thể là ngày mai ngày mốt hai gì đó chúng ta chơi, đó là như vậy. Rồi thì Thái sẽ trở lại cái nội dung. Thì Thái cũng nói luôn, Thái chia sẻ lên làm môn nghệ thuật. Thái không khuyến khích anh em sử dụng với mục đích cờ bạc, nhưng anh em tập luyện sử dụng với mục đích gì là quyền cá nhân, Thái không cấm cản nha. Rồi, cái kỹ thuật hôm nay Thái nói, đôi khi nói lên thì anh em có lẽ là cười, cái kỹ thuật này thì chơi không chơi, nhưng mà nó có thể sử dụng được. Đó là những kỹ thuật sắp bài trên sân, ví dụ như kỹ thuật là trên giữa dưới bỏ, hoặc là dưới trên bỏ giữa, hoặc là dưới bỏ vâng, thì những kỹ thuật đó rất đơn giản đó. Rồi thì bây giờ nè, khi chúng ta chơi đánh bài, cái ván đầu tiên là chúng ta chơi kiểu sinh chánh nha. Rồi chúng ta chia nè, thì khi chúng ta đánh bài chúng ta lật bài lên hết rồi đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu, chúng ta xác định vị trí lá bài chúng ta lấy. Thì cái thường là đơn giản rồi, ở trên giữa dưới bỏ nha. Trên chúng ta xác định là chính nút trên là phải có một cây chúng ta cần lấy, giữa là có cây chúng ta cần lấy, dưới là chúng ta không cần lấy, còn phần còn lại là chúng ta bỏ. Thì giờ chúng ta thấy nè, trên này, trên là cái sáu, trên là cái sáu, giữa là cái tám, dưới là cái năm, rồi mình chín nút nè, cái phần này bỏ. Vậy thì mình gom cái phần bỏ trước nè, trên, giữa và dưới. Đó, chúng ta gom là cái bỏ này. Đó, vậy chúng ta chỉ xào thôi, xào rồi để bỏ xuống kinh. Đó, thì bây giờ nó chia ra rồi. Đó, chúng ta chín nút. Thì cái này thì anh em nghĩ nó quá đơn giản, đúng là thật sự quá đơn giản. Đó, đôi khi nó cũng là một cái kỹ thuật mà đơn giản. Đó, là giống như là người ta không nghĩ rằng mình bị là đơn giản, đó, sẽ lấy được. Đó, còn nếu như mà chúng ta đánh có đồng đội thì chúng ta làm bài để cho đồng đội kinh chia chúng ta là quá ok. Hoặc là chúng ta quấn cái kỹ thuật đánh độ. Đó, ví dụ như bây giờ chúng ta cũng lấy kỹ thuật là đấy là trên giữa dưới. Đó, đây trên là cái sáu, giữa là ba, dưới là cái này. Đó, chúng ta bỏ cái này, trên, giữa, dưới. Đó, khi chúng ta cầm bài lên, bây giờ chúng ta muốn đánh đổ, bây giờ là anh đã đối diện là cái nè, thì chúng ta chỉ việc kẻ một cái, chúng ta lấy thêm hai lá nữa thôi. Đó, anh em thấy rồi, vậy thì chúng ta xào bình thường, xào. Đó, để xuống chúng ta kinh. Rồi khi chúng ta kinh mà để xuống nè, nhà cái chia là đánh dễ vậy đó, thì chúng ta dĩ nhiên chúng ta phải thắng.
anh em thấy quá trèo. Đó. Rồi thì bây giờ đó là đánh 4 nhà. À, rồi thì 5 nhà. À, 5 nhà. Rồi 5 nhà thì chia 1 2 3 4 5. 3 4 5 1 2 3 4 5. Thì 5 nhà này cũng vậy thôi nha. Mình có đổi khác một cái là dưới trên bỏ giữa. À, dưới trên bỏ giữa. Chúng ta xác định nè. Ví dụ như cây này là dưới. Dưới là cây, ví dụ như chúng ta lấy dưới nè. Dưới nè. Trên là cái ba. Cái bỏ, cái tủ. Giữa là nè. Anh em thấy gọi gì mình gom nè. Bỏ vào tủ nè, nè. Dưới nè, trên nè. Bỏ một tủ và giữa là cái sáu. Đó, vậy thì mình gom nè, đây. Đây. Đó, đây. Này, em thấy. Đó, thì gom xong rồi cái bỏ này. Rồi mình chỉ còn sao thôi. Rồi mình chia 5 nhà. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Đó. Đó là mình quánh 5 nhà. Đó. Thì quánh 6 nhà thì sao? Thì 6 nhà thì cũng là dưới bỏ dưới bỏ dưới thôi. À, bây giờ nè, mình xác định dưới bỏ dưới bỏ dưới. À, thì bây giờ nè, mình lấy nè, dưới nè, mình bỏ tụ dưới, bỏ tụ dưới. Đó, nên thấy thì mình gom bình thường dưới dưới nè, dưới nè, đúng không? Bỏ nè, dưới nè, bỏ nè, dưới nè. Đó, gì thì mình sẽ lấy được. Rồi thì mình gom lại đây. À. Rồi vẫn xào xuống bình thường. Để xuống kinh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây, ba tay. Đó. Đây là cái kỹ thuật nó đơn giản. Rất là đơn giản. Nhưng đôi khi chúng ta muốn nghĩ đến một cái cao siêu quá. Thì nó lại khó. Thì chúng ta muốn quánh 4 nhà, quánh 5 nhà, 6 nhà hoặc 7 nhà cũng được luôn. Đó. Vậy thì khi chúng ta mà chia bài rồi thì anh em lưu ý như thế này, mình làm dấu âm dương sẵn. Khi chúng ta chia bài rồi chúng ta bóp nhẹ phần bài như thế này, cái vuốt là cái chúng ta đặt xuống đây. Nha, là nó đã có một cái phần công dưới đó. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta muốn quánh 4 nhà, 5 nhà thì chúng ta trên, giữa, dưới. Đó, dụ như giờ muốn lấy nè, trên, giữa và dưới, ba cái tủ này bỏ nè, có đường gom nè, trên nè, giữa nè, dưới nè, đó, rồi mình đặt lên đây, mình không cần gì hết, nó đã có dấu âm dương sẵn nè, mình xào, xào xuống cái, xong mình xào tiếp được, đó, để xuống kinh, đó. Rồi mình chia, đó. Nè đây, rất đơn giản không? Rồi, cái này là xào bài mình cắt. Còn nếu như mà chúng ta chơi mà xào bài không cắt nữa thì nó rất là đơn giản. Mình chỉ hốt trên sân là mình sẽ xào bài không cắt. Cũng đây, trên, giữa, dưới. Nè, bỏ này. Trên nè, giữa nè, dưới nè. Đó. Rồi nếu xào bài không cắt thì chúng ta chỉ việc chúng ta xào gắt nửa bộ, chúng ta xào đập đây. Nó có cái gờ đây, một cái này ta che lại. Chúng ta xào tiếp được. À, anh em thấy. Rồi, để xuống chúng ta chia. Đó, anh em thấy. Lấy được cái liền. Đây là những cái kỹ thuật nó rất là đơn giản. Nó đơn giản, chủ yếu là vô cùng đơn giản. Chúng ta không cần phải sắp xếp gì hết. Chúng ta chỉ nhớ, một, kỹ thuật là đánh 4 nhà là trên, giữa, dưới. Hai là dưới, trên, bỏ, giữa là đánh 5 nhà. Đánh 6 nhà là dưới, bỏ, dưới, bỏ, dưới. Chúng ta chỉ nhớ bao nhiêu thôi. Và khi chúng ta muốn đánh đổ thì chúng ta chỉ đệm lá này. Chúng ta ở tay thứ mấy. Ví dụ như chúng ta trên tay thì chúng ta đi thêm một lá. Kế nữa là thứ hai. Kế này thứ ba, thứ bốn. Thì chúng ta xác định vị trí chúng ta ngồi. Chúng ta đệm với lá trên đầu là ok. Đó là chúng ta đánh đổ. Đó. Bởi vì khi chúng ta xào bài xong chúng ta để xuống kinh cho cá chia.
mà cái không trẻ lại thì là ok. Hoặc là chúng ta sao bài phân cách, chúng ta hốt bài. Ví dụ nè, trên dùng ấy, trên nè, ví dụ như ở giữa nè, dưới là cái tám này. Chúng ta ví dụ như là lấy là cái này thì nó không có theo cái thế à. Bây giờ mình sẽ bỏ xuống này. Đây ví dụ như trên giữa dưới rồi mình hốt. Rồi đó. Rồi sao sao bài không cắt nha. Mình ngắt một khúc nè, em ngắt một khúc nè, đập lên đây. Cái đập lên đây thì anh em thấy khớp rồi sao đó. Xong để xuống rồi chia gì thì nó sẽ ok. Rồi thì đây là cái kỹ thuật mà anh em đã trải qua rồi. Có một số anh em thì chưa chưa mới chưa biết, thì có thể là hôm nay anh em sẽ biết. Còn những anh em đã trải qua rồi thì kỹ thuật này nó quá bình thường với anh em, cho nên nó có lẽ là anh em nghĩ nó không phù hợp. Nhưng mà thấy nói gì anh em thế này, cái gì cũng gì hết, nó có một cái kêu gọi là cái cổ xưa, nhưng mà đôi khi mình quay lại nó sẽ hiệu quả hơn. Tại bây giờ người ta nhìn vào nó đấy, ta nhìn vào cái đôi tay mình chia kiểu là truyền hay là hạ là nhiều, hoặc là cái kiểu mà xào một xào kêu là xào sắp, xào một lá xào sắp anh em ha, hoặc là xào công thức xào như thế này đó, thì người ta sẽ nghi ngờ. Rồi bây giờ sắp bài lên mình xào đóng, mình xào đóng cho anh em xem. Dù mình xào một đóng như thế này đó, xào như thế này, người ta thấy cái tay mình xào đó, người ta thấy cái tay mình xào một đống gì thì người ta sẽ nghĩ mình không phải không sắp. Còn nếu như mà xào xào kiểu một kiểu là sắp nè, dù như để ba lá này và xào xào sắp đó, xào rồi, 1 2 3 4, 1 2 3 4 đó đó đó, xào gì thì người ta sẽ nghĩ mình sẽ là giống như là xào sắp, người ta sẽ biết. Còn cái này khi mà mình hốt cái kiểu này, mình sẽ xào kiểu là xào đống trên trên đấy, trên nè, trên ha, rồi giữa là cái chính đây này, cái hốt nè, trên giữa dưới đó. Mà khi đó thì mình đã làm dấu âm dương, cái bài này mình để mình không đây. Rồi mình hốt lại như thế này đây, đặt lên đây, rồi mình cầm nhanh tay và sao đó, sao đóng xuống để xuống kính đó, mình chia đó. Vì thì người ta sẽ ít nghi ngờ hơn đó. Vâng, thì đây là cái kỹ thuật mình chỉ làm lại cho anh em xem thôi. Thì này có những anh em xem rồi, cảm thấy nếu như cái này nó quá tầm thường thì anh em có thể không cần xem nữa. Thì thấy chia sẻ lên là chỉ là cho những anh em chưa biết, còn những anh em biết rồi thì thôi, không cần xem cũng không sao, chỉ là chia sẻ những anh em không biết thôi. Rồi thì rất cảm ơn anh em đã xem video. Nếu thấy video này có cái gì đó mà nó kêu là nó có một cái điểm gì chung với Thái á, thì hãy cho Thái xin một like, một share và subscribe khi ủng hộ Thái nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Xin chào các bạn.